Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Trước những trận bão lũ lớn xảy ra vừa qua tại Việt Nam, cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả bão lũ. Thành lập Hội Phụ nữ Hải Dương tại Đức là nơi giao lưu kết nối các chị em phụ nữ tại Đức. Gặp gỡ nhà thiết kế La Nhật Hồng tại Áo trong tiểu mục Chân dung người Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại một số nước châu Âu, Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao do Phó chủ nhiệm Lương Thanh Nghị dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hội người Việt Nam tại Bỉ. Cùng đi với đoàn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, các hội viên kỳ cựu trong ban chấp hành từ năm 1973 cho đến nay. Phó chủ nhiệm Ủy ban Lương Thanh Nghị đã thông báo khái quát về tình hình của nước nhà, nhấn mạnh đất nước luôn rất cần sự đóng góp của kiều bào, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay. Đoàn cũng đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến, đặt quan hệ hợp tác với trí thức kiều bào. Đại diện Hội người Việt Nam tại Bỉ đã giới thiệu với đoàn về hội và cho biết hội có bề dày truyền thống với nhiều hoạt động hướng về quê hương. Kết quả đó là nhờ vào nhiều hội viên của hội vẫn liên tục đóng góp và làm nòng cốt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba cũng như được bạn bè Bỉ tham gia ủng hộ. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, tại các trung tâm thương mại thuộc khu vực Mari Wisla và Gopka Kosoka, cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức quyên góp từ thiện để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở trong nước. Nhiều thành viên các tổ chức hội đoàn, câu lạc bộ của người Việt đã tích cực tham gia đi quyên góp đến tận các quầy hàng, các văn phòng công ty để vận động sự ủng hộ của bà con. Đến chiều ngày 23 tháng 10, ban tổ chức quyên góp đã nhận được sự ủng hộ quý báu của các cá nhân và các đơn vị trong cộng đồng với tổng số tiền là trên 53.000 zloty Ba Lan, 100 euro và 100 đô la Mỹ. Ban tổ chức quyên góp từ thiện đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của đông đảo bà con cộng đồng để sớm chuyển tiền gửi về giúp đỡ đồng bào bị thiên tai ở quê nhà. Cộng đồng người Việt tại Macau, Trung Quốc vừa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị lũ lụt. Hoạt động này đã được bà Trần Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng Hương Tương trợ Việt Nam tại Macau, phát động trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, bà con đã phát tâm ủng hộ với mong muốn đồng bào bị thiên tai trong nước vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Cộng đồng người Việt tại Macau là một cộng đồng nhỏ, nhưng trong những năm qua, bà con luôn tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương đất nước, ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai. Cũng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 21 tháng 10 vừa qua, chị em phụ nữ đồng hương quê Hải Dương tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi gặp mặt và thành lập Hội Phụ nữ Hải Dương tại Đức, đồng thời tiến hành đại hội lần thứ nhất. Đến dự có gần 100 chị em và bạn bè người thân, cũng như là đại diện các hội đoàn đồng hương Hải Dương tại Đức. Thay mặt chị em, chị Nguyễn Thị Hạnh đã đọc báo cáo nêu rõ những đóng góp của chị em phụ nữ Hải Dương trong thời gian qua. Hội nghị đã thống nhất bầu ra ban chấp hành mới, bao gồm 10 chị em, là những gương mặt tiêu biểu và nhiệt tình trong các hoạt động cộng đồng. Chủ tịch hội sẽ được ban chấp hành bầu ra trong thời gian tới. Tính đến nay, tại Đức, bà con Hải Dương đã có 3 hội đoàn, Hội Đồng Hương, Hội Hải Dương Trẻ, Hội Phụ nữ Hải Dương. Sự ra đời Hội Phụ nữ là những tín hiệu tốt đẹp, thể hiện nhu cầu của sự kết nối, giao lưu và đoàn kết cộng đồng của những người con Hải Dương sống xa quê. Hiện nay, chị em phụ nữ Hải Dương tại Đức được biết đến là những người giỏi giang, chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con cái học giỏi và luôn tích cực lưu giữ truyền thống văn hóa Việt ở nơi đất khách quê người. Như vậy là sau Hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, nay lại có thêm Hội Phụ nữ Hải Dương. Đây chính là nguồn sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Còn tại Kiev, Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện các tổ chức hội đoàn cùng đông đảo bà con cộng đồng đang sinh sống tại Ukraine đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Kiev. Tại buổi lễ, thì đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, bà Hà Kiều Liên đã tặng bằng khen của Đại sứ quán cho tập thể ban chấp hành hội, các hội viên tích cực trong công tác cộng đồng, cũng như là các cháu thanh niên có kết quả học tập xuất sắc. Nhiều tiết mục văn nghệ gồm những bài ca ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, truyền thống vẻ vang bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, được bà con cộng đồng dàn dựng và biểu diễn vừa tạo nên không khí vui tươi trong ngày phụ nữ Việt Nam, đồng thời khơi gợi tình cảm hướng về quê hương đất nước của bà con kiều bào xa quê.
Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Việt thì đã được thế giới biết đến với nhiều món ăn phong phú, từ ẩm thực đường phố đến những món ăn chế biến cầu kỳ. Nhưng không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, mà cách chế biến các món ăn Việt cũng là điều lôi cuốn du khách khám phá và trực tiếp thực hiện. Một lớp học nấu ăn dành cho người nước ngoài tại thành phố du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đáp ứng được nhu cầu đó. Mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm trong phóng sự sau đây. Công việc thường ngày của anh Tô An suốt 7 năm qua đó là hướng dẫn những người bạn nước ngoài cách chế biến món ăn Việt. Hầu như ngày nào cũng có những du khách tìm đến anh vì muốn biết cách nấu món Việt. Dạy nấu ăn này, mình không chỉ giới thiệu ẩm thực đối với người nước ngoài, không chỉ dạy kỹ năng cho họ làm cái này làm cái kia, mà giới thiệu luôn cái văn hóa xung quanh bữa ăn của người Việt mình luôn. Tại sao người Việt mình ăn kiểu này, tại sao người Việt mình không ăn kiểu kia. Để mỗi học viên được hướng dẫn chi tiết nhất, lượng học viên ở mỗi lớp học không đông. Dù quốc tịch khác nhau, nhưng tại lớp học này, điểm chung mà các học viên có được, đấy chính là sự yêu thích, học cách nấu món Việt. Phương pháp dạy từng người một sẽ hiệu quả hơn, học viên dễ học và dễ nắm bắt hơn là trong một lớp học đông học viên. Lớp học gói gọn trong một buổi với 4 đến 5 món Việt đặc trưng, phù hợp với thời gian của học viên là khách du lịch. Đối với chị Osoda, đây là lần đầu tiên chị biết cách tách vỏ một con tôm tươi để chuẩn bị món ăn Việt. Ở đất nước chị, những loại hải sản như thế này đều được bán đông lạnh và cách chế biến cũng hoàn toàn khác. Qua những món ăn thì tôi có thể hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam, hiểu hơn về mối liên quan giữa người Việt và các món ăn. Việc nấu nướng thì rất là quan trọng đối với mỗi gia đình. Hiện tại Việt Nam mình chưa có cái nào gọi là food tour để mà quảng cáo thêm những cái lớp học nấu ăn như mình, thì rõ ràng là cần sự đóng góp rất là lớn từ những công ty du lịch. Mỗi năm, lượng khách quốc tế đến Nha Trang hơn 1 triệu lượt. Nhiều người trong số họ đã dành thời gian cho những lớp học này. Và lựa chọn này đã làm hành trình khám phá Việt Nam của họ ý nghĩa hơn. Bên cạnh những kênh chính thống của ngành du lịch, thì những lớp dạy nấu ăn đang trở thành kênh quảng bá trực tiếp ẩm thực Việt với bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều người Việt trẻ thành danh tại nước ngoài với những công việc liên quan đến nghệ thuật thiết kế thời trang. Họ đến với những công việc này bằng niềm đam mê và muốn khẳng định tài năng của mình, và không ít người đã thành công khi tên tuổi được ghi nhận tại nước ngoài. Trong tiểu mục Chân dung người Việt tuần này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nhà thiết kế thời trang gốc Việt thành danh tại Cộng hòa Áo. Chúng tôi tìm đến La Hồng, một nhà thiết kế gốc Việt thành danh tại Cộng hòa Áo trong hơn một thập niên gần đây. La Hồng theo gia đình sang Áo năm 14 tuổi, nhìn lại cuộc sống hơn 30 năm với xuất phát điểm là một người nhập cư, anh cho biết. Khi mình đặt chân đến với đất nước này mới đó, cái đầu tiên là cái tiếng nói. Mình phải bắt đầu lại từ đầu. Cái thứ hai nữa đó, mình ở đâu cũng vậy. Mình phải có cái công ăn việc làm. Mà mình cái ngôn ngữ mình không có, thì mình sẽ vô cùng khó khăn tìm được công việc làm. Và khi mình không có công việc làm rồi, chính mình hỏi ngược lại mọi người có cảm thấy cuộc sống mình có hạnh phúc không. Đôi khi cái suy nghĩ rất là ngắn gọn, nhưng mà để mà thực hiện được thì nó không có dễ giống như mình muốn. Theo như mình biết, để làm được, để sống được cái hạnh phúc, để tìm được cái hạnh phúc mà mình mơ ước giống như mình tưởng tượng, như mọi người tưởng tượng, thì phải trả một cái giá rất là đắt. Cái giá rất đắt mà La Hồng đề cập tới chính là việc đánh đổi tất cả để đặt những bước chân đầu tiên vào một cuộc sống mới, nơi mà người ta phải học mọi thứ lại từ đầu như một đứa trẻ. Học ăn, học nói, học hành xử, học sống trong cô độc ở một thế giới khác, bởi nó khác xa với câu cách quen thuộc của mình. Mình sống ở nước ngoài, chắc chắn mình biết là họ có sự phân biệt. Mình biết có, nhưng mà mình không để ý đó. Nhưng mà thực cuối cùng, cái phân biệt đó, mình có nhận được hay không là do bản thân mình. Người Việt Nam có một cái tính chất đó là sợ. Khi mình nói tiếng Đức, sợ người ta gọi là mình nói không đúng, họ bị ngại. Chính bản thân mình lúc đó thì mình nói cũng không đúng đâu. Làm sao mà đúng được, mình mới học mà. Nhưng mà mình lại không ngại. Cho nên nói sai mình cũng nói. Mình hay khuyên mọi người khi học tiếng một người cứ nói đại. Nói sai cũng không sao. Đâu phải là tiếng của mình, người ta đâu bao giờ cười mình. Mà vì mình nói sai mà mình dám nói thì mình mới học tiếng người ta rất nhanh.
Mà khi mình học tiếng ở Tân Nhân thì mình đi vào trong cái xã hội của họ rất là dễ dàng, cũng nhanh hơn. Sự nghiệp của La Hùng bắt đầu được ghi nhận từ nhiều giải thưởng thời trang trong nước và quốc tế từ những năm 2000. Anh xây dựng thành công thương hiệu thời trang của riêng mình trong hơn một thập niên gần đây tại Cộng hòa Áo. La Hùng chia sẻ suy nghĩ của anh về con đường sự nghiệp và cách mà anh cân bằng cuộc sống. Cái câu trả lời này mình chưa quyết định là mình người thật sự thành công trong cái công việc của mình hay là trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Mình đang trên con đường thành công. Trong con đường mình đi, nó vẫn luôn luôn nó có khó khăn nhưng nó vẫn có cái tốt, cái hên trong đó. Đôi khi cái hên đó nó rất là nhỏ. Đôi khi mình sơ ý mình sẽ không thấy được nó. Khi mình không thấy nó thì mình không nhận lấy nó. Tại vì cái hên đó, chính cái hên đó nó cũng là một cái động tác rất lớn để giúp mình tiếp tục đi khi mình gặp nó. Hôm qua nó không vừa ý giống như mình muốn. Ngủ một đêm đi, sáng ngày mai nó sẽ là một ngày mới. Mình sẽ có cơ hội. Nó sẽ có cái mới, có một cái cửa mới để cho mình tiếp tục đi được. Luôn luôn mình suy nghĩ như vậy. Để đạt được những gì mình muốn, ở nơi nào họ cũng phải bỏ cái công sức ra để họ đứng lên và để họ xây dựng là một sống của, cho bản thân của mình. Mọi người phải biết là mình muốn gì. Khi mình đã biết mình muốn gì, phải ráng cố gắng hết sức đi cái con đường mình đã chọn, không bao giờ bỏ cuộc, thì mình sẽ đạt được cái thành công của mình. Đi nước ngoài không phải là lựa chọn của La Hùng. Để hòa nhập và đạt được những điều mình muốn, theo anh điều quan trọng nhất là nỗ lực tự thân để giữ chân mình bước tiếp cho đến thành công, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào hay xuất phát điểm từ bất kỳ nơi đâu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam bằng cách truy cập website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.